Cristiano Ronaldo rời MU, nhà quảng cáo lập tức hủy hợp đồng với Quỷ Đỏ. TMViewer và MU ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2021 với hợp đồng tài trợ 235 triệu bảng, kéo dài trong vòng 5 năm. Đây là bản hợp đồng tài trợ béo bở bậc nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, theo Daily Mail, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và một số vấn đề liên quan nên mối quan hệ của MU với nhà tài trợ này xấu đi trong thời gian qua. Theo nguồn tin này, TMViewer thậm chí muốn hủy hợp đồng từ tháng 8 vừa qua. Nhà tài trợ này không muốn gia hạn hợp đồng tài trợ như đã ký kết tới năm 2026. Thông tin mới nhất từ Daily Mail, MU và TMViewer đã đạt được thỏa thuận để hai bên cùng có lợi. TMViewer sẽ rút lui, MU có tùy chọn mua lại hợp đồng này và tìm kiếm đơn vị tài trợ mới. Logo của TMViewer vẫn sẽ được in trên áo cho tới khi Quỷ Đỏ tìm được nhà tài trợ mới. Phong độ và thành tích thi đấu của MU trong thời gian qua không tốt. Mới đây, đội chủ sân Old Trafford cũng chia tay Ronaldo, người có tầm ảnh hưởng rất lớn về mặt truyền thông. Hiện tại, các ông chủ của MU cũng đang giao bán câu lạc bộ.